ngon thì ngon rồi, nhưng mà các bác có ăn về về nhà ăn được mấy đâu, một hai quả. Ôi, hôm nào họ lấy đấy, hôm nào họ lấy thấy rồi, bà chưa bao giờ bà lấy, nhưng mà thấy họ lấy, thấy họ lấy thì có ngon không đây? Cái này chung là chắc là ngon rồi, nhưng mà chẳng qua là mình bán nó ra bán không được thế. Về ăn bà. Ăn có ăn được mấy con, bốn cái con người. Bốn con người. Cho con lợn ăn. Ôi trời ơi. Tiền, loại tiền nào mà cho lợn ăn được. Người đang có con mà ăn nữa con người. Ờ. Bán thế nào ạ? Làm bà liều. Quay lại ở nhà. Cái này là nhìn vào con biết rồi.
Thank you.
Woo-hoo-hoo!
Xuôi này. Chú ơi, ăn nước này. Ở đây nè, nó đi. Không có rồi.